Phật cầu gia hộ, 3 tuyên bố lý do, 4 thông qua chương trình giới thiệu thành phần tham dự, 5 văn nghệ chào mừng Vu Lan, 6 cài hoa hồng, 7 nghi thức tưởng niệm phủ mẫu 7 đời quả vãng và hiện tiền phủ mẫu, 8 pháp thoại ý nghĩa Vu Lan, 9 cảm tạ hồi hướng, 10 chúc tình lưu niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây dưới ánh hào quang của chư Phật trong màu huỳnh y giải thoát, chúng con vô cùng xúc động và vui mừng nhận thấy có sự chứng minh của Thượng tọa Thích Quảng Bảo, ủy viên thường trực trưởng ban kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, chủ trì chùa Bổ Môn, trưởng ban đại lễ Vu Lan. Chúng con xin trân trọng đại đức Thích Trúc Chiến, trụ trì chùa Phúc Viên. Chúng con xin trân trọng giới thiệu đại đức Thích Nguyệt Quan cùng các đoàn chùa Bổ Môn. Về phía chính quyền, chúng tôi trân trọng được tiếp đón và giới thiệu bà Phạm Thị Thùy Linh, trưởng phòng Phật giáo, ban tôn giáo tỉnh Nghệ An. Chúng tôi xin trân trọng được tiếp đón và giới thiệu đồng chí Lê Thị Anh, phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghi Liên. Chúng tôi xin trân trọng tiếp đón và giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Quang, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Liên. Chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu đồng chí Nguyễn Trung Phong, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nghi Liên, bí thư chi bộ xóm Bổ Môn. Cùng các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, ngành, đoàn thể cấp xã. Cùng đến với tên Vu Lan tổ hôm nay gồm có các công ty và các doanh nghiệp cùng đến dự tham dự buổi lễ Vu Lan tối hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay mừng các quý vị đại biểu về dự lễ Vu Lan. Tôi xin giới thiệu gồm có các quý vị đại biểu Nguyễn Tiến Phương, giám đốc ngân hàng BIDV tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hoàng Quân, công an Nghi Lộc, đồng chí Hoàng Văn Sĩ, giám đốc mỏ đá Quỳ Hợp, và cô Nguyễn Hồng Lan, ở tại Sài Gòn. Xin chúng ta cùng cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để chúc mừng các quý vị. Và chúng tôi xin được trân trọng được tiếp đón các phái đoàn Phật tử trong địa bàn tỉnh Nghệ An gồm đạo tràng chùa Trung Linh, đạo tràng chùa Quảng Đức, đặc biệt ban hộ từ chùa Phổ Môn, cùng chào đón tất cả quý đồng bào Phật tử xa gần cũng đã trở về tham dự đông đủ trong ngày lễ trọng đại này. Xin trân trọng giới thiệu chúc toàn thể liệt quý vị bằng một tràng pháo tay thật lớn và thật dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thích Tôn Đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, lời đầu tiên cho phép chúng con xin gửi đến Thích Tôn Đức và toàn thể quý vị lời cầu chúc sức khỏe và lời chào nồng ấm nhất. Kính bạch Thích Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, tiết trời tháng 7 Vu Lan, dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương, lòng con không khỏi vấn hương quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền. Vâng, cứ mỗi độ Vu Lan trở về là hình ảnh thân thương của mẹ cha lại sáng ngời trong tâm hồn của chúng con hơn bao giờ hết. Bằng tất cả tấm lòng hiếu kính của người con Phật, hôm nay tổ tại chùa Bổ Môn tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt nhằm dâng lên lời ca tiếng hát và cũng dường mẹ cha với những tình cảm chân thành của các ca sĩ là các Phật tử trong các tiết mục trình diễn. Hy vọng sẽ mang đến cho quý vị những giây phút lắng đọng, những cảm phục, những cảm xúc dạt dào để cho mình bảo mẹ cha mãi là biểu tượng sáng ngời trong tâm hồn của những con hiếu hành. Chương trình văn nghệ gồm có các tiết mục như sau: ca khúc Cánh Mẹ sáng tác Bắc Bên do Phật tử Tu Huyền thể hiện, ca khúc Đạo Làm Con sáng tác Ngọc Ngân do Phật tử Khánh Hòa thể hiện, và ca khúc Lời Cha Dặn sáng tác Thiên Quang do Phật tử Anh Hoàng thể hiện. Kính mời Thích Tôn Đức và toàn thể quý vị cùng thưởng thức. Nam mô Đại Hiếu Kỳ Liên Bồ Tát. Kính thưa các đại đức, kính thưa các Phật tử, kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, con là một Phật tử của chùa Phổ Môn.
Và đến đây thì hôm nay con có cuốn siêu một ca khúc Cánh Về. Và con xin chúc cho tất cả các người làm cha làm mẹ khỏe mạnh. Và khi cha mẹ của con cũng ngồi ở đây thì con chỉ biết nói là con yêu cha mẹ nhiều. Thank you.
nhiều sức khỏe. Xin chúc quý Phật tử chúng ta tinh tấn tu tập và có một mùa Vu Lan an lành hạnh phúc. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào, đạo là con lấy chữ hiếu đi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Sau đây xin Thánh Hòa xin được gửi tới cúng dường Thiên Tôn Đức cùng quý vị đại biểu và quý Phật tử với ca khúc Đạo là con. Tháng dòng gian lao nuôi đàn con khôn lớn nên người, ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bến vô bờ. Công cha như núi cao vời, nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Được là bao quê nghèo lôi cụ con đây, nhưng mẹ cha nói chín suối chân mày ơn sâu nghĩa nặng lòng. Đạo con chữ hiếu đi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Được là bao quê nghèo
còn đây, nhưng mẹ cha nơi chín suối chân mây. Ơn sâu nghĩa nặng lòng con, xin luôn ghi nhớ suốt đời. Đạo con chữ hiếu đi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Đạo con chữ hiếu đi đầu, ơn cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biểu và kính thưa kính thân từ, thì hôm nay rất có duyên và xúc động để con được trở về với ngôi chùa như mình, và cũng không có gì hơn thì có món quà xin gửi tới bên cạnh chư tôn đức cùng với quý vị đại biểu và quý thân từ một ca khúc đến ngày thái con sẽ thay mặt để gửi tới toàn thể quý vị ở đây và kính chúc cho tất cả quý vị đại biểu cùng quý thân từ của chúng ta đón một mùa vu lan ý nghĩa trân trọng cảm ơn. Dân 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 d
cô là hiếu mục kiến liên Bồ Tát. Mẹ là Phật tài huyền hóa thân, mẹ là hoa hoa đẹp tuyệt trần, mẹ là nước nước chảy vô ngần, cuộc đời mẹ chỉ biết tiến chân. Xin chân thành cảm ơn các Phật tử đã trình diễn những tiết mục thật tuyệt vời và sâu sắc, mang âm thanh du dương về hai đấng sinh thành cha và mẹ. Xin cảm ơn đại chúng đã chú ý lắng nghe và cho một tràng pháo tay thật lớn cho các ca sĩ. Xin cảm ơn. Nam mô đại hiếu mục kiền liên Bồ Tát. Cô lan đến ba trái tim thổ thức, cô lan về hoa đào nở thơm hương. Cô lan ơi, nét đẹp thật chân thường, cho nhân loại niềm vui trong ánh đào. Kính bạch đại đức, kính thưa quý Phật tử, tiếp theo chương trình là giờ phút thiêng liêng nhất, ý nghĩa nhất, đó là nghi thức cài hoa hồng tưởng nhớ đấng trọng ân. Xin mời quý Phật tử tăng đồ cài hoa chùa Phổ Môn hãy nâng những cánh hoa nhẹ nhàng trang nghiêm cài với tất cả tấm lòng thành kính lên ngực áo chư tôn đức cùng toàn thể tâm bào Phật tử hiện diện. Xin chân trọng kính mời vào đồ cài hoa. Sau đây xin mời các em đồng đoàn cài hoa bước lên để cài hoa đó hoa màu vàng dâng lên chư tôn đức. Nhớ về người che chở suốt đời con, dù hôm nay con quạc áo nâu dòng, tình phụ mẫu con vẫn hằng ghi nhớ. Giờ đây những đóa hoa màu vàng thắm tượng trưng cho sự hòa tục thương đau của những bậc xuất gia tôn quý, của người cha mẹ cô cùng cô biên, với chiếc áo nâu dòng giản dị thanh bần, chìm sương chìm gió, các ngài đã lặng lẽ dâng tặng cho đời bao niềm hạnh phúc. Cùng trong chiếc áo thân dòng ấy, các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng cao quý. Các ngài đã bỏ đi niềm vui hạnh phúc riêng tư của bản thân để đi khắp nhân gian, trang trải cho nhân loại muôn người. Hôm nay mùa báo hiếu lại về, chúng con mạn phép được tài lên chiếc huỳnh y của quý ngài, những đóa hoa vàng thắm, để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha của mẹ. Hoa dù trắng hay đầu, hoa hồng đều ý nghĩa, chỉ được đồng thân sắc về từ bi. Cha mẹ còn mang che mẹ mất đi, xin giữ mãi người con xin giữ mãi. Xin mời các em trong đàn cài hoa cho toàn thể đồng bào Phật tử hiện diện. Kính bạch đại đức, kính thưa quý Phật tử, từ lâu hình ảnh hoa hồng không chỉ là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, nó còn là biểu tượng để nói lên tình yêu cao quý của những người con đối với cha mẹ. Trong những mùa hoa lan, chúng ta chỉ ca ngợi tình mẹ cao quý, nhưng đâu biết rằng tình cha của con ta vô cùng. Chúng ta đã vô tình quên đi ân tình người cha, một người chỉ biết sống lặng thầm, người lặng lẽ đem đến cho ta niềm vui, hy vọng, sự đứng chân trên vạn đẹp cuộc đời. Mà ta đâu biết đôi khi thân quen nhưng đôi lúc rất hiền hòa. Nếu ai đã quan tâm quên đi tình thiêng liêng ấy, thì bây giờ hãy biến quay lại để vào lòng cha cảm nhận sự ngọt ngào vô biên mà lâu nay ta chưa cảm nhận được. Còn nếu như để được có cơ hội một lần gần cha để bày tỏ tình thương, thì một đời không bao giờ bị lạc được. Chân học phong sơn nắng đôi trần, hôm nay chị ảnh đầy nhớ mỏi, biết mất cha rồi đã mồ côi. Vậy trong giờ phút thiêng liêng này, xin quý vị hãy dành trọn những hình ảnh tốt đẹp, một lòng thành kính, hoài niệm về hai đấng sinh thành cao cả, người đã suốt cuộc đời thương yêu và che chở cho ta nên người. Cùng hạnh phúc tay cho những ai còn cha còn mẹ sẽ được cài lên ngực áo một đóa hoa hồng lòng thắm đường sắc dịu dàng thiêng liêng cao cả, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên. Con có cha như còn trời đồng lòng, còn mẹ hiền như có cả đại dương, đấng soi thân muôn đời con ghi tạc, không giữ nuôi đại được một tấc tình. Đây chính là niềm vui lớn nhất, quý giá nhất của một kiếp người. Vì thế xin quý vị hãy trân trọng giữ gìn. Ai còn mẹ xin được làm mẹ khóc, đừng để buồn nét mắt mẹ ngây không. Và mất cha
già ẩu thơ, dù bao nhiêu núi cũng mong chờ, dù giàu cũng thấy mình đau khổ, dù sống như hồn cũng ngẩn ngơ. Và thật không may cho những ai sớm mất mẹ mất cha sẽ nhận được một đóa hoa hồng màu trắng để cài lên ngực áo, tượng trưng cho sự bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ dung cha diệt. Vì mất mẹ mất cha là mất cả cuộc đời, và đây cũng là niềm đau đớn lớn nhất trong cuộc đời. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, tình thương của người dành cho con muôn đời vẫn thế, vẫn ngước ngàn vượt cao như núi Thái, vẫn dạt dào mênh mông như biển Thái Bình. Hôm nay về đây xin cho con được quỳ trên chân cha, đôi chân đã một lần lặn lội vì con sai được, đã lây ra trên bàn thờ quan trang. Xin cho con được với mái tóc mẹ yêu, những sợi tóc đã tàn dài trên năm tháng thương nhớ, và xin cho con một lần ôm lên đôi tay cha mẹ. Hôm nay đã chai dần thêm đàn gió, nhưng vẫn rất chiều con tin vị tương lai. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, con đã quả thờ ơn được ân nghĩa sang thành của cha và mẹ, người ruột đời không cho con tất cả, vậy mà chưa một lần nào con bị trở về bảo ân. Giờ đây con muốn đề cả, nhưng con kiến không bao giờ đạt tâm, dù phải kiến suốt đời này có cả ơn cha mẹ, sau việc làm kia đâu 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 được để đâu. Tình mẹ thương con như đại dương rộng sâu vô tận, ơn cha như núi cao rộng đỉnh mù sương. Nếu như kết thúc lễ cài hoa hồng, xin quý vị hãy cầm đó hoa trên tay, cài lên ngực áo, quý vị hãy quán tưởng rằng trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh linh nghị của cha, từng cánh hoa là từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi hôn sự hạ tầng dưới nuôi của mẹ. Cha mẹ dù đã mất hay còn, nhưng người vẫn còn đang hiện hữu trong ta, qua tự nhịp đập trái tim, qua dòng máu đỏ tươi đang lưu thông. Hãy hướng về cha, về mẹ bằng những gì tốt đẹp nhất. Để cài hoa hồng là cái tâm, xin mời kính mời các em con đổi cài hoa hồng trở về vị trí ngồi của mình. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, chúng nghe chúng con kính nghe tổ quy sơn cỏ dày, cha mẹ xem ta ra tạo cho ta bắt hình này là công ơn cha mẹ, còn xin ra giới thân huệ mà và biết tin theo lễ phạt đường hai lãnh hạng làm lành tô nhân quả giải thoát, đó là nhờ công đức của thầy tổ cổ sinh. Thật vậy, công ơn sinh thành đã thành to lớn, nhưng ân giả dưỡng lại còn lớn hơn, vì quý thầy là hàng chữ giả như lai bậc thầy được đạo cho chúng con đi theo khắp sắc thế tu hành liễu sanh thoát tử, ơn đức ấy tận vô lượng vô biên, chúng con biết lấy gì để đáp cho công. Tiếp theo chương trình là nghi thức tưởng niệm phụ mẫu quá vãng bảy đời và hiện tiền phụ mẫu của chúng con. Và sau đây con xin cung thỉnh sư phụ Thích Quảng Bảo nên làm lễ nghi thức tưởng niệm phụ mẫu quá vãng bảy đời và hiện tiền phụ mẫu của chúng con. Xin cung thỉnh sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Liên Khởi Đại Hữu Mục Kình Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tăng, kính thưa các vị quan khách đại diện ban tôn giáo sở nội vụ, cô Phạm Thị Linh, trưởng phái đoàn và lãnh đạo của chính quyền xã, đảng ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân mặt trận cùng các ban ngành, thưa các vị khách quý, các doanh nghiệp và kính thưa tất cả các vị Phật tử, bà con nhân dân, hôm nay tại chùa Phổ Môn trong không khí trang nghiêm, chúng ta thành tâm tổ chức lễ Vu Lan và tưởng nhớ đến công ơn sinh thành và công lao dưỡng dục từ lúc 2 giờ chiều chúng ta thực hành nghi thức tâm linh, thỉnh các hương linh gửi ở chùa
bao gồm thỉnh các vị hương linh cửu huyền thất tổ, các hài cốt, các linh vị chúng ta đã thỉnh qua tháp để thờ trang nghiêm. Như các vị đã thể hiện cả suốt buổi chiều, chúng ta thỉnh chư vị thánh tử, chư vị định tại tổ sư để được thờ tử. Ở bên kia và tối hôm nay chúng ta trang nghiêm để cử hành nghi thức lễ cài hoa hồng báo hiếu U Lan. Xin phép các vị khách quý đại biểu chính quyền cho chúng tôi 10 phút để có khơi gợi được chút ít trong cái ngày nhân dịp lễ U Lan, ngày ta gọi ngày báo hiếu hay là ngày tri ân, hoặc là ngày của cha của mẹ, hoặc là ngày mà tất cả nhân gian đều hướng về để tu tạo phước tiền và nhớ ơn tiên tổ cũng được. Xin phép quý vị chúng ta sẽ được hiểu thêm một phần ý nghĩa của U Lan cho các Phật tử nắm thêm một chút. Tại sao chúng ta lại cứu gọi là cứu khổ? Trong kinh U Lan sẽ được cứu đạo hiền theo đúng nghĩa của chữ U Lan báo hiếu. Cứu khổ mà chúng tôi cùng bao nhiêu năm và bao nhiêu lễ U Lan thì mỗi năm có một cảm xúc khác và cảm xúc nó vẫn nguyên, mặc dù có 30-40 năm ở trong đài mà vẫn rất là cảm xúc vẫn trong này, nhiều ý nghĩa của kinh vẫn chưa thẩm thấu được. Hôm nay dưới góc độ chúng ta nhìn trên góc độ tại sao lại gọi là cứu đạo huyền với cả người dương và cả người âm. Người dương ta có một điều mà ta phải thừa nhận là một điều, ngày U Lan không phải là ngày chỉ dành riêng trong tháng 7 mà là cái ngày được tổ chức lễ mà thôi, được nhắc nhở nhiều mà thôi, ngày được tôn vinh về giá trị những sự cống hiến, những giá trị đạo đức, những tình thương, những công lao sinh thành và ân đức dưỡng dục của cha mẹ của chúng ta. Và nhờ vậy mà đánh thức được kể cả chúng tôi, các vị nhé, không phải là chỉ các vị. Ngay khi mình có bao nhiêu phiền não về cha, trong cuộc sống mình không bằng lòng về mẹ, có những lúc mình phiền não, có những lúc mình không bằng lòng, có những lúc mình quên, có những lúc sống vì cha mẹ tuổi già vụng về, cha mẹ mình lạc hậu, cha mẹ mình kém, cha mẹ mình không làm được gì nữa, cha mẹ mình làm cho mình phải lo lắng, chúng ta bắt đầu. Hoặc trong trường hợp trong gia đình cha và mẹ con cái với nhau không được thuận nhau, ta hay gọi người đời hay gọi là khác nhau, thì trong những đoạn kinh U Lan được đọc trong tháng 7 này chính là cứu mình. Về chúng ta sẽ thay đổi tư tưởng, ít nhất là người có tư duy sâu để thay đổi được một tháng vài tháng. Và những lúc chúng ta nhìn mẹ một cách sâu hơn, chúng ta nhìn cha một cách kỹ lưỡng hơn, chúng ta nhìn sâu là cứu mình trước, sau đó tiếp tục cứu cho người thân của mình. Thế mình có hạnh phúc là cha mình có hạnh phúc. Và khi mình nhớ đến công ơn sinh thành mà Đức Phật đã được nhẹ nhàng được kể trong kinh U Lan, đọc rơi nước mắt, ta sẽ bắt đầu về ta nhìn cha và nhìn mẹ với một ánh mắt khác, cách ứng xử khác, cách trình hồ khác, và cách để chúng ta biết là xưa nay mình đã bị lầm lỡ, chúng ta đã sai lầm, và từ đó cái đánh thức được cái nghiệt ngã ở trong mỗi con người của chúng ta. Kinh U Lan còn khía cạnh ở đó nữa, chứ không phải chỉ người âm. Ngày còn nhỏ tôi rất là về mà chưa có cơm ăn, tôi dằn cái này đá cái kia, gặp cái này rồi tôi đá cái kia, bởi vì nó đủ là mình chỉ trách móc, mình nhận đời. Lớn lên mình nhìn học Phật rồi mình đỡ được một phần, thì những gì những người xung quanh gia đình bắt đầu ta thấy những người không bằng lòng về cha về mẹ, cái này hằng học rồi nói nặng nói nhẹ về cha mẹ. Và tôi đọc, sau khi đọc kinh U Lan thì tôi thay đổi khác. Sau khi mà được nhắc nhở làm một buổi lễ U Lan, tôi đã thay đổi.
chính thức cứu cha mẹ của mình đang còn còn sống. Đây là một sự hạnh phúc, và trong đó là cứu đạo huyền, cứu một cái điều mà vô cùng ngược ngào, đó là trong chúng ta có các ân nghĩa lớn. Ân nghĩa thứ nhất, ân nghĩa của cha và mẹ. Ân nghĩa thứ hai, ân nghĩa của thầy tổ và cả thể thầy cô trao truyền kiến thức. Ân nghĩa của quốc gia, ân nghĩa của các nhà lãnh đạo từ nhiều thời, nhiều đời đã giữ gìn đất nước bình yên và trật tự an ninh cho chúng ta. Ân nghĩa thứ tư, đó là ân nghĩa sự tương tác giữa tất cả mọi người. Thì tôi cho rằng, xin phép quý vị chứng minh trên một ý kiến chủ quan nha, ý kiến chủ quan thì ân của cha của mẹ vẫn là lớn nhất, lớn và nhiều. Không phải là chúng ta phân biệt là lớn hay là nhỏ, mà chúng tôi đang nói là nhiều nhất, thưa quý vị. Bởi vì cha mẹ ta chăm nom từ khi 10 tháng trường thai giáo, có nghĩa là khi tháng đầu thai đầu tờ xương, các phật tử có lẽ thuộc lòng, cho đến tháng thứ 9 được sinh ra và tác ân đức cao dày ấy. Và không phải chỉ có công lao chăm lo đêm hôm rồi sự lắm khổ nhọc nhằn ấy, mà còn một điều nữa là tình thương. Tình thương của người cha và mẹ trao cho chúng ta thì có lẽ không có gì để so, không có gì để so sánh được. Và tôi nào ngồi sẽ nói với quý vị đó là trong bốn cái ơn ấy, thì cái ơn anh cha và ơn mẹ là ơn sâu và ơn nhiều hơn chúng ta mới to, và nhiều hơn và trực tiếp với chúng ta hơn. Nhưng mà trên cuộc đời này nguyệt ngã có một điều, đó là con người của chúng ta nhớ ơn thì ít, mà khi chúng ta thọ ơn quá nhiều, ngược thêm một điều nữa. Ta cha còn nói là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Để đến khi ta hiểu được công lao của cha và mẹ, e rằng có một điều, hai điều bất tận, hai điều nguy hiểm. Một là chúng ta không có khả năng để báo đáp, là bởi vì ta công thành trách công toàn, không khéo sinh con ra còn bắt cha mẹ phải chăm. Đó là việc thấy rất rõ. Các bà hỏi hôm nay sao không đi chùa, bởi vì bắt chăm cháu. Điều thứ hai, chúng ta chờ đến khi có điều kiện mà thấy được ân đức của cha và của mẹ rồi, ta bắt đầu lúc đó liệu cha mẹ có còn ăn được nữa không, liệu cha mẹ có còn để mà hưởng thụ được cái gì chúng ta không, liệu cha mẹ có còn con tiền, bệnh hiểm nghèo chưa chắc đã chữa được nữa rồi, và cũng có thể cha mẹ sẽ là khuất bóng lúc chúng ta thành công. Cho nên hai điều bất lực của người khi chúng ta đã còn cha và còn mẹ trên cõi đời này, thì điều đó là một điều nghịch ngợm. Nhưng mà có những lúc 30, 40 tuổi rồi vẫn chưa thấm được nhiều. Cho vậy mà đây là những điều mà nghịch ngợm trong cuộc đời của chúng ta. Người sống có năm điều rất là khó, rất là bất lực. Một là ta không biết khi nào sẽ mất đi, ta không biết mất ở chỗ nào, ta cũng không biết mất ở lý do gì, ta cũng không biết bao nhiêu tuổi sẽ mất, và đồng nghĩa với người thân của chúng ta cũng không biết được bao nhiêu tuổi sẽ ra đi, và ta không đủ chuẩn bị được thời gian để báo đáp được. Sau khi chết, chúng ta tiếp tục bất lực, không biết cha mẹ mình sau khi mất đi rồi có ăn được nữa không, sau khi cha mẹ mình mất rồi sẽ ở cảnh giới nào, sau khi người mất đi rồi có sướng hay là khổ, sau khi người thân của mình mất đi rồi có thọ dụng được những gì chúng ta cũng hay không, sau khi người thân mất đi rồi liệu đang ở nhà thờ hay ở ngoài mộ, liệu sau khi người thân của chúng ta đi mất đi rồi liệu có thường có trở về thấy được con cháu ở trên nhân gian này làm được những việc ý nghĩa hay không? Đó là điều mà cả âm và dương của chúng ta bất lực. Vậy thì Vua Vu Lan được nhắc nhở và đánh thức rằng trong những ngày chúng ta Vu Lan,
Lan sẽ được diễn ra là lễ trong các bài. Nhưng mà Vu Lan nếu mà nói đúng thì phải được đánh thức và nhắc nhở suốt cả năm trời. Bởi vì chúng khi nào chúng ta nghĩ về cha về mẹ và nghĩ một cách sâu sắc và nhớ đến ân nghĩa cao dài mà để chúng ta báo đáp đủ các phước diện tùy theo trường hợp của mỗi người cha và mẹ, mỗi gia đình ta báo đáp. Thì ngày đó chính là ngày chính thức ngày Vu Lan vẫn được tồn tại. Chúng ta không phải là nghĩ rằng chỉ có tháng 7 mà thôi. Vậy thì may thay ta có một cách để được báo đáp công đức sanh thành và công lao dưỡng dục mà để sau khi mất. Sau khi mất, quý vị có biết không? Mặc dù đi chùa lâu mà không khéo ta cũng không để ý. Chỉ việc là cũng thôi. Ở đây có một điều nghĩa là có hai điều mà nó thiết thực. Đạo Phật không phải là một điều mơ hồ mà khiến cho chúng ta hai thứ mà một là tự thân mình tu tập giống như người đại với một quyền liên có những cái tập huynh, có nghĩa là mình phải tu tập cho có đức có công và có đức có được những phần dư về công và đức, nhờ đó mà sẽ hồi hướng cho cha mẹ của mình. Và phần thứ hai đó là phải dùng các biện pháp bằng cách tu tập các phương tiện để tu tập khiến làm sao đó đánh thức được cho người cha của mẹ của mình đang lúc đang còn sống. Nếu mà hướng đến các điểm lành, hướng đến về quy Phật, hướng đến làm các điều công đức mà sống trong 24 giờ sống được điểm lành nhiều hơn, điểm lành nhiều hơn giống như các thầy và các Phật tử chúng ta trong một ngày, nếu chúng ta đọc kinh được nhiều, nếu chúng ta niệm Phật được nhiều, nếu chúng ta nghe giảng được nhiều, nếu chúng ta được đến chùa trao đổi được đạo nhiều, không phải nói các vị mà nói kể cả tôi thế này, thì trong công việc mà bồn bề ngoài về công việc thì những giờ phút đó đang tiếp xúc với Đức Phật, được tiếp xúc với kinh điển của Đức Phật, được tiếp xúc với điều lành, chúng ta thấy tâm nó trọn lành. Trong 24 giờ chúng ta được nhiều cái điều an lành hơn thì cảnh giới của chúng ta tới nó sẽ là cảnh giới an lành, và điều đó rất cần thiết. Nếu như trong 24 giờ mà chúng ta chỉ lấy khoảng 18 tiếng đồng hồ trừ giờ ngủ ra, thì chúng ta nếu sống trong tâm niệm lành thì cơ hội lên trở lại làm người là cõi trời và các cõi lành thì nhiều hơn. Nếu như trong đó mà chỉ có 8 tiếng thôi, còn 10 tiếng sống trong phiền não và đau khổ đó, thì cái cảnh giới chúng ta đến là cảnh giới khổ đau mãi hồn, nó rất là cân bằng trong cuộc sống. Ta muốn nói đến điều gì? Điều đó là khi ta người sống và người mất, ta sống cho hạnh phúc, sống cho an hòa, sống cho an lành và hướng cha mẹ mình được sống trong an hạnh. Mà nghĩ tới cái chiều dài trong vô tận, ta không có báo hiếu theo cái kiểu mà trước mắt, nhiều khi thì tạo thêm nghiệp chướng, tạo thêm tội nữa, thì ta nghĩ trong chiều dài. Cho nên được Bồ Tát Mục Kiền Liên được một điều đó là khuyến tấn cho bà Thanh Đề quy y Tam Bảo. Điều thứ hai là khiến cho bà Thanh Đề đối trước Tam Bảo mà mở cái lòng ra, bà còn ngòn xèo và tham lam trước đó, trước Tam Bảo cực ác. Do cực ác mới đòi hai cái cõi khổ nhất là địa ngục và ngạ quỷ, từ đó sẽ khiến cho bà phải lưu đày trong cái cõi địa ngục dài vò ở tâm can. Còn sau khi được mở tâm, mở tuệ và được khai thị và được đến trước Đức Phật ấy, được quy y, thì lúc đó bà thoát cảnh. Chẳng phải ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông để cứu, mà chính bà tự cứu bà. Ở chỗ là chúng ta chỉ tạo điều kiện để chữa lành cho người thân của chúng ta, đối trước đó để quay đầu, để được đánh thức, để được giác ngộ, thì lúc đó cha mẹ và ông bà của chúng ta sẽ có cơ hội để siêu sinh. Cha mẹ của thầy cũng chỉ sinh ra thầy thôi, tạo cho thầy chỉ một chuyên duy nhất là được gần chùa, và được gần chùa thì từ đó đến nay được siêu
siêu nhiều thứ lắm, được siêu và được hạnh phúc nhiều thứ, được làm nhiều thứ, mặc dù thân vất vả, nhưng mà với tâm, với đời sống, với được cống hiến, với làm được nhiều điều, và sống không còn phải khổ sở như bao nhiêu người, như bao nhiêu người khác, nhờ sự giác ngộ, nhờ sự hy sinh, nhờ sự buông bỏ, nhờ sự tự tại, nhờ sự an lạc đó, rất là quý giá, thì quý giá lắm. Cái chiều ăn cơm có một người nói rằng là ăn cơm chùa cái tự nhiên thì nó nhẹ nhàng thoải mái, còn chi tiết rất nhỏ nhưng mà cũng thấy là chúng ta cảm thấy là vui trong người, bởi vì khi ăn cơm chùa nói điều lành, làm điều lành đối với Phật, không nghĩ được điều gì mà xấu hổ cả, và tất cả điều chúng ta đều bỏ lại ngoài thế gian cả, vậy là chúng ta đã hạnh phúc. Giờ chúng ta chỉ việc là trong lễ Vu Lan, ngoài sắm sửa lễ vật phóng sinh cúng dường những mấy bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm qua hướng về cũng trực tiếp cho các vị, chúng ta phải tiến dần lên cách đó, chúng ta lo để chăm lo việc tu tập đầy hướng cả ông bà tổ tiên của chúng ta, và nội ngoài hai bên đều hướng tới việc điều lành. Ta không nói hướng tới Phật, hướng tới Pháp, hướng tới Tăng. Xin thêm một ý nhỏ nữa, mà trong hai ví dụ Đức Phật có đưa ra một hai cái ví dụ rất là sâu, và nghe ra chúng ta cũng sẽ ai đâu đó cũng sẽ bị nhói một chút. Đức Phật ngồi ở trong rừng thì Ngài bốc lên một nắm lá, hỏi các thầy rằng là lá ở trong tay ta nhiều hay là ở ngoài rừng nhiều, và lập tức ai cũng nói là lá ở trong tay của Đức Như Lai rất ít và lá ngoài rừng rất nhiều. Và Đức Phật cũng nói là trên cõi đời này người không có hiếu là ít giống như lá ở trong tay so với lá ở ngoài rừng. Ta mới thấy được rằng càng lớn, càng mỗi năm ta sẽ thấm thêm một điều này, một thứ giống như tên ai ta từng thấm thiết. Thế thì mới ý tưởng nữa là nếu chúng ta có phụng dưỡng cha mẹ bằng mọi thứ trên cuộc đời thì ta chỉ là trả nợ. Vì nha, ta thì trả nợ chứ không có công đức gì đâu. Đừng có nghe những lời nói không có căn cứ, thiếu trí tuệ, rằng là nếu nuôi cha nuôi mẹ trong hiện kiếp thì chúng ta có công đức. Không, ta trả nợ còn chưa đủ. Có bao giờ có một ví dụ chúng ta mượn người ta 10 đồng, ta đem ta trả 10 đồng hoặc ta trả 8 đồng mà ta gọi đó là làm từ thiện chăng? Không có chuyện đó, mà ta nên đi trả nợ. Cha mẹ cho chúng ta và nuôi chúng ta và thương chúng ta và gian khổ nhọc nhằn đến cỡ nào đi nữa thì ta chỉ là người mắc nợ trả thôi, chứ không có cái chuyện mà công đức, và không có cái chuyện là làm từ thiện, không có nghĩa là thi ân được. Và đây là chúng ta đang phải trả, là bổn phận, là trách nhiệm, là trách nhiệm của người con. Nếu thiếu điều đó, ai khuyết đi thì chúng ta nợ đời đời kiếp kiếp trả không xong, bởi vì chúng ta sẽ nợ rất to. Có những người nhiều khi nhắm mắt xuôi tay rồi nhưng mà nợ vẫn còn y nguyên chưa trả được cho cha mẹ. Nào là nợ về công ơn dưỡng nuôi, nào là nợ về ân tình, nợ về tình thương, nợ về sự lo lắng, nợ về sự chăm sóc, nợ về những cái nên chờ, nợ về những cái ngày mong, nợ về những cái mà cha mẹ bất an với con cái. Có những trường hợp con cái lớn rồi mà vẫn chưa để cho cha mẹ yên được, là bởi vì chồng vợ vẫn không hạnh phúc, không biết nó cãi nhau như thế này rồi ít bữa nó có bỏ nhau hay không, là một điều vẫn còn lo. Chỉ có các thầy không lo thôi, chứ còn nữa mà ai làm cha làm mẹ là cái kiểu mà lục đục là bắt đầu lo rồi đó. Vậy thì vua Vu Lan thêm một chút nữa, chúng ta nên về làm các điều sau đây. Một là hiếu kính về cha mẹ nếu có tiền,
thì kính trọng và xin lấy phép. Thứ hai, con cháu sống trong thật hòa thuận là một điều nhiều khi cha mẹ chỉ cần thế thôi, bởi vì cha mẹ đang còn 2-3 miếng đất để chia cho con, chứ con đâu có, thậm chí đâu có đất để mà mua để mà ăn nhà, thì cha mẹ đã phải chia cả tài khoản, chia vàng, chia đất cho con. Thế thì ta thì cái bộ phận đó là kính trọng và lễ phép. Thứ ba đó là phải luôn sống cho hòa thuận. Thứ tư đó là phải sống cho an toàn. Ta gọi phải sống cho an toàn để cha mẹ yên lòng, sống là an toàn để cho cha mẹ yên tâm. Thứ năm đó là phải sống cho đạo đức, rất quan trọng lắm. Sống đạo đức là bởi vì sống đạo đức cha mẹ chúng ta yên tâm mà càng vui vẻ và càng hãnh diện hơn nữa. Khi sáng chúng tôi có đi giảng trong công ty cũng nói đến ý này. Sau khi hai cái vị mà chúng ta rất kính nể, kể cả chúng tôi, đó là Bác Hồ, không chưa hề báo đáp theo cái kiểu như chúng ta đúng thời gian, nhưng mà cả dòng họ, cả ông bà, cả bố mẹ đều hãnh diện với một người đã hy sinh vì đất nước, đưa cả đất nước đến một chỗ độc lập, tự do, hạnh phúc. Gần đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề lại cho chúng ta một tấm gương, cái giá trị là đề ra chúng ta một tấm gương. Đây là chính trị đạo đức, đây là chính trị trong sáng, đây là một chính trường, một cái tấm gương rất là sáng đời để cho chúng ta thấy được đó. Thì những người thân của các ngài đó chắc chắn không đòi hỏi gì được, hạnh phúc lắm khi mà cả nước được yêu quý, khi mà muôn dân được thờ kính, và khi được mọi người đều kính trọng, thì cái niềm hạnh phúc này nó sẽ lớn hơn. Chúng ta có thể đem tất cả những của cải lập thế gian để chúng ta phục dựng cho cha mẹ. Chúng ta cũng áp dụng bài học này của các vị lãnh tổ đó để ta làm gì? Để ta về chỉ cần kính trọng cha mẹ là được, chỉ cần làm cho cha mẹ thơm là được, chỉ cha cần cho làm cho cha mẹ làm chắc là được, chỉ cần đem đạo đức, đem sự lòng hy sinh và sự quả cảm, sự cảm động của mình để hy sinh và hồi hướng là hướng về tất cả cho tổ tiên và người thân của chúng ta là đẹp vô cùng, đẹp mãi và hạnh phúc trọn vẹn. Và đó là những thứ mà chúng ta có thể đem đến cho người thân của chúng ta, người còn sống và người đã khuất, được an lạc và được hạnh phúc vĩnh viễn, và chúng ta không hề bị lăn tăn bất cứ một điều gì. Trong ngày lễ Vu Lan thì chúng ta nét đẹp là được nhớ ơn, được đền ơn, được tri ơn, được tưởng nhớ, được nhắc nhở, được mở tâm, được nhắc nhở liên tục, kể cả ca hát với chủ đề 4 bài hát vừa rồi không ngoài ca ngợi về sự công ơn sinh thành của cha mẹ. Tất cả những gì em chỉ thể hiện cũng thế, và tất cả những trong kinh thể hiện thì chúng ta phải gọi là ngày báo hiếu, ngày của cha, của mẹ, của ông, của bà, của tổ tiên, ngày tri ơn, đề ơn, ngày nét đẹp, ngày văn hóa, ngày truyền thống, ngày của dân tộc, ngày của tất cả mọi người, không phải ngày của đạo Phật, không phải ngày của trong chùa, mà cái ngày này ai cũng như ai. Tôi cũng giống các vị của chúng tôi, người nào cài hoa trắng thì cha mẹ đã mất, người nào cài hoa nhạt nhạt, cha một trong cha và mẹ đã mất một nửa. Người nào hạnh phúc đang còn, cài hoa hồng đỏ còn đủ cha và mẹ, đó là một niềm hạnh phúc mà ta cần phải lắng đọng tâm tư và nhìn thật sâu. Và những lúc chúng ta phải nhìn thật sâu, đừng để thời gian là một, đừng để cho phiền não là hai, đừng để cho vọng tưởng là ba, đừng để cho cuộc đời bốn ba mà nó sao nhãng đi. Chúng ta không có đủ thời gian để chúng ta tận nghĩ về những người thân của mình. Cuối cùng xin được kính chúc quý vị lãnh đạo, rồi kính chúc các vị quan khách, các Phật tử chúng ta lại có một mùa Vu Lan với những khía cạnh ý nghĩa cao cả và những khía cạnh đẹp. Giờ quý vị chúng ta sẽ có một phút chúng ta giơ cao cái tổ tiên bài vị của chúng ta lên, cùng hướng về Tam Bảo, thành tâm cầu nguyện và hướng đến những vị tiên tổ ông bà
của mình là con, là cháu đang nhớ về tiên tổ, không phải là một sự cầu nguyện theo sự mê tín của ta đang cầu nguyện dưới sự trí tuệ, đang hướng về nhớ ơn, báo ơn, đền ơn và kính nhớ đến những người đã từng trao truyền thân cho chúng ta là một điều quý giá nhất, trao truyền bao nhiêu gian khổ nhọc nhằn, những năm tháng khổ đau, những năm tháng khó khăn gian khổ đầu đời, với bao nhiêu tình thương, với bao nhiêu nước mắt, với sự hy sinh cao cả, với những ân tình sâu sắc ấy, tất cả chúng ta cùng chắp tay để dành một phút tưởng niệm về những người thân của chúng ta đã mất đi rồi. Và vài điểm chúng ta cần phải thành tâm trước Phật để sám hối về những lời nói, việc làm, về sự vụng về sự vô minh của chúng ta đã làm cho cha mẹ phiền lòng. Con xin được trước Tam Bảo chứng minh các vị quan khách Phật tử của chúng ta xin được thành tâm sám hối vì cha vì mẹ của mình và làm cho cha mẹ mình cái buồn lòng. Chúng ta dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm và hướng về các hương linh, người thân yêu nhất của chúng ta đã qua đời và lục thân quyến thuộc, cha mẹ nhiều đời, bà con nhiều kiếp đã qua. Đang đợi kết thúc chương trình, xin quý vị chúng ta cùng hóa tất cả những bài vị đó để chúng ta gửi tấm lòng trong mùa vu lan với những bông hồng trên áo để gửi trọn vẹn những ân tình cao cả lên người thân của chúng ta. Xin tất cả chúng ta cùng tiếp tục chương trình. Xin mời MC Nguyễn Hoài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lễ tri ân những lời phát biểu vô cùng cao quý của sư phụ. Thay mặt đạo tràng, chúng con nguyện y giáo phụng hành những lời chỉ dạy cao cả ấy để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Kính chúc sư phụ luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục phụng sự đạo pháp và dân tộc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Chuyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tạc Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý Phật tử, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, đại diện ban tôn giáo và chính quyền có lòng hoa tươi thắm tặng tăng đoàn và Phật tử chùa Phổ Môn. Sau đây, xin trân trọng và kính mời bà Phạm Thị Thùy Linh, trưởng phòng Phật giáo, ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời chúng con kính cung thỉnh thầy trụ trì chùa Phổ Môn lên nhận hoa. Xin thành tâm cung thỉnh. Xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Anh, phó bí thư thường trực Hội đồng Nhân dân xã Nghi Liên lên tặng hoa. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trung ban lãnh đạo chính quyền. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Hôm nay dự lễ Vu Lan thương cha nhớ mẹ lễ đàn công tin, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, trải ơn qua hai tiếng đồng hồ dưới bóng mát của ngôi già lam chùa Phổ Môn được sự bổ nhiệm của mười phương chư Phật, sự kính minh của chư tôn tiền đức tăng, chúng con đã được cảm mình trong tình thương bao la rộng lớn và thấm đậm chất liệu ngọt ngào dịu mát về công cha nghĩa mẹ. Được công ơn cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm tri ân chư tôn tiền đức tăng đã không quản gian lao khó nhọc
vì lòng thương tưởng của những người con thơ dài mà quý ngài đã quang lâm về đây để chứng minh cho buổi lễ. Sự hiện thân của quý ngài là một niềm vinh dự và cực lớn lao cho hàng phật tử chúng con được làm tròn câu nguyện đạo trong mùa lễ hội Vu Lan. Chúng tôi cũng xin niềm ân đến quý cấp chính quyền, chư vị khách quý cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể đã dành thời gian quý báu được về đây cùng với chúng tôi để cùng cất cao tinh thần hiếu nghĩa. Chúng tôi hết lòng tạ thán đạo tâm và hiếu tâm đối với những cái tin thầm lặng của quý phật tử cùng quý thân hiếu gần xa đã phát tâm cúng dường ủng hộ về tình tài tình phật và công sức để cho buổi lễ hôm nay được thập phần viên mãn. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho chư tôn đức tuổi thọ miên trường để mãi là vô quên bóng quên che mát cho hàng phật tử chúng con trở về nương tựa tu tập. Kính chúc quý cấp chính quyền, chư vị khách quý luôn đầy đủ sức khỏe để hoàn thành tốt mọi công việc và luôn gặp nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Kính chúc quý phật tử xa gần đạo tâm kiên cố, luôn tinh tấn dũng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền, cháu thảo với ông bà cha mẹ, người đệ tử chân chính của Đức Như Lai. Và trong quá trình diễn ra buổi lễ, chắc không sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Kính mong quý ngài và quý vị niệm tình hoan hỷ cho. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Phổ Môn đến đây đã trọn phần công đức. Xin thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng khởi thân niệm hồi hướng. Xin thỉnh sư phụ. Nam mô